Dạ, Linh xin chào cả nhà. Linh xin chúc cả nhà có một mùa lễ Du Lan thật là vui vẻ bên gia đình mình nha. Sáng nay á, thì bên đây á, là Chủ nhật, ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Du Lan. Linh có nấu một nồi canh chua với kho một cái chảo kho chai để Linh đi đem đến hậu quán cho mấy bác cúng rằm tháng 7 rồi cùng dùng luôn. Đây là tất cả thành phần nguyên liệu để Linh làm cho hai món canh chua với món kho chai nè. Đây là tất cả thành phần nguyên liệu để Linh nấu nồi canh chua nè. Cái này tổng cộng là 4 hộp tàu hũ loại cứng đó nha. 4 hộp là tương đương với 2,7 kg. Linh cắt miếng vuông vuông ra rồi Linh luộc. Với trong đây là Linh có cho một hai muỗng canh đường với một muỗng canh ngang muối để cho tàu hũ nó thấm muối đường ngon. Rồi mình nấu canh chua thì mình nấu chung với đậu bắp nè, cà này là có hai trái khóm, một trái rưỡi khóm thì Linh sắc miếng dài dài nhỏ nhỏ vậy. Còn cái đây là nửa trái, Linh vắt Linh lấy nước. Một chút nữa là Linh sẽ cho vào cái nồi này. Nồi này là 7 lít nước. Trong đây là mình có giá. Này là hai bịch giá nhỏ mình mua ở trong chợ Việt Nam mình đó. Cái này là một muỗng lưng canh muối. Còn cái này là đường. Đường này là Linh cân là 350 gram đó. Rồi có bột me, Linh xài là 2.5 gói bột me này. Đó là tất cả thành phần nguyên liệu để Linh nấu nồi canh chua này đó nha. Còn đây là thành phần nguyên liệu để Linh làm món kho chai. Thì Linh có đây, ngày hôm qua mẹ chiên là mấy hộp tàu hũ chứ mẹ? 4 hộp. Đây là 4 hộp tàu hũ nè. Tàu hũ nhà Linh cũng xài là tàu hũ cứng mua ở Costco á. 4 hộp là 2,7 kg đó, 4 hộp tàu hũ. Ở trong nhà còn mấy miếng thịt chai, Linh đem ra Linh ngâm cho nó mềm luôn rồi nè. 4, 2, 4, 6, còn 8 miếng. Rồi cả nhà nhớ cái này là chả lụa chai Linh gói. Cái video đợt trước Linh đã có chia sẻ đó. Đây là tàu hũ chai Linh gói nè. Đó, cắt ra mịn màng nè, thấy không? Rồi Linh sẽ sắc nhỏ nhỏ ra như vậy, Linh chiên sơ nha. Rồi Linh kho chung với cái này là củ cải xá bấu. Linh có hành tím. Ăn dụng cái này cái đi nha. Ngon lắm cả nhà. Qua bên đây. Linh có nấm đông cô. Nấm đông cô này á, Linh đã ngâm hồi hôm xong xả nước cho thật là sạch. Nhưng mà Linh muốn chắc ăn á, cái Linh nấu nước sôi, Linh cho vào tí xíu muối, tí xíu đường, Linh để vào Linh luộc cho nấm đông cô nó chín hẳn luôn, rồi Linh mới đem đi kho. Đó là hai món Linh sẽ làm món chai bữa nay. Giờ Linh sẽ cho cái nước hồi nãy á, nước khóm á, Linh vắt cái này. Linh sẽ cho vào cái nồi nước lọc này, Linh đem đi nấu canh chua. Đó. Kế đó là Linh cũng cho muối nè. Cho đường. Rồi Linh cho hết hỗn hợp này vào trong cái nồi nước, Linh đem lên Linh nấu nha. Linh bắt lên Linh nấu sôi. Khi mà nước sôi rồi đó, Linh cho cái này là 1.5 trái khóm vào nè. 1.5 trái khóm Linh đã sắc. Đó, mình cho khóm vào như vậy nè, mình nấu thì khóm nó sẽ thấm nước đường, nó ngọt, nó ngon hơn là mình cho khóm sau. Sau khi Linh nấu khóm được 5 phút, Linh sẽ cho đậu bắp vào nha. Khóm Linh cho vào nãy giờ sôi được 5 phút và Linh nghĩ là khóm nó ngấm đường ngon rồi. Giờ Linh cho đậu bắp vào. Trong quá trình nấu, nếu mà mình thấy có bọt thì mình hớt bọt nha cả nhà. Tại vì trong này là mình có nước khóm tươi mình dắt vào cho nên nó dễ lên bọt lắm. Đó, giờ Linh nấu mà khi Linh thấy đậu bắp chín rồi đó, Linh sẽ cho tàu hũ vào.
Sau khi mà cho đậu bắp vào rồi đó thì Linh sẽ cho vào đây là 2 gói rưỡi bột me. Tại vì Linh đã công thức Linh đã nấu trước đó, Linh đã đo lường xong rồi thì Linh cứ nêm đúng theo cái công thức của Linh. Nồi canh chua rất là ngon luôn. Này 2 gói là Linh sẽ cho vào nửa gói nữa nha. Đó. Sau đó là Linh nấu 2 phút cho cái đậu bắp mình nó chín rồi đó. Cái Linh sẽ cho đậu hũ vào. Sau khi Linh nấu được 2 phút rồi đó, Linh thấy đậu bắp nó đã chuyển màu hơi trong trong là chín đậu bắp rồi đó. Linh sẽ cho cái tàu hũ vào đó, Linh sẽ hết cái tàu hũ này nè. Tàu hũ sau khi Linh luộc rồi đó, Linh không có chắc ra rổ. Nếu mà mình chắc ra rổ á, thì tàu hũ nó sẽ bị dính lại với nhau. Linh sẽ để vẫn ngâm trong nước này. Thành ra khi mà mình hớt lên mình cho vào đây á, thì tàu hũ nó rời ra từ miếng. Rồi giờ Linh sẽ cho tàu hũ vào nha. Thì muốn cho nồi canh chua mình thơm á, mình sẽ cho vào đây một tí hành, một tí tỏi sấy, quên nói hành sấy. Cả nhà nếu mà ai không ăn được tỏi thì mình bỏ qua cái khâu này nha. Linh đã có hỏi mấy bác ở đằng hội quán rồi, mấy bác nói mấy bác không có cử tỏi, thành ra Linh cho tỏi vào cái nồi canh chua để cho nồi canh chua này nó thơm đậm đà hơn. Sau khi mà Linh cho hết tàu hũ vào rồi á, Linh nấu khoảng 3 phút. Đó, cả nhà thấy nó sôi không? Sôi quá rồi. Bây giờ Linh đi hớt bọt, rồi kế tiếp á, Linh sẽ cho cà vào nha. Đây, Linh cho hết rổ cà vào. Sau khi Linh nấu thêm 2 phút nữa, Linh cho giá vào. À, giờ Linh chỉ cho giá vào nữa là nồi canh chua mình xong rồi nha cả nhà. Tại vì ở đằng hội quán mấy bác mấy chú lớn tuổi không à, thành ra Linh nấu đậu bắp cho nó chín. Cả nhà mà muốn ăn đậu bắp nó vừa chín tới thì cả nhà để đậu bắp xong rồi để cà vô rồi để giá vô nha. Canh chua hấp dẫn không? Giờ cái cho giá vô xong là Linh tắt bếp. Kế tiếp là Linh sẽ cho rau canh chua vào. Rồi. Linh sẽ trộn đều lên. Cả nhà thấy nồi canh chua ngon không? Nấu canh chua chay nó khó nêm hơn là canh chua mặn, bởi vì mỗi lần Linh nêm á, cái Linh ghi xuống cái công thức, đây là công thức chuẩn rồi đó. Rồi sau khi xong rồi đó, cả nhà cứ nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình nha. Có thể là thêm chua bớt ngọt gì đó thì cả nhà cứ nêm theo khẩu vị. Nhưng mà canh chua miền Tây nó phải là ngọt, chua và có một chút vị mặn. Ngon rồi đó. Mấy bác ở đằng hậu quán đó, nói canh chua Linh nấu ngon lắm. Mấy bác nấu không có được, Linh phải ghi xuống công thức để cho mấy bác có nhà nấu. Đợt sau mà Linh không có nấu á, thì mấy bác muốn ăn canh chua thì mấy bác nấu vậy thôi. Vậy là nồi canh chua Linh đã xong. Rồi Linh tắt lửa. Ừ, cho nó sôi lên cái đi. Rất là nhiều tàu hũ quá mà nè. Đó. Đậu bắp. Đậu bắp này là đậu bắp nhà. Cà nhà chỉ có mua giá thôi. Với mua khóm. Tàu hũ. Rồi. Giờ Linh tắt nha, nồi canh chua mình xong. Linh sẽ cho rau canh chua vào. À, đây là rổ rau để nấu canh chua nè. Linh vừa ra ngoài ngoài phía sau nhà Linh hái nè. Nhà cây nhà lá giường có gì mình xài nấy,
có ngò ôm, lá quế với ít cộng ngò gai thôi. Giờ Linh sẽ cho vào canh chua vào trong nồi canh chua này. Nồi canh chua sau khi Linh tắt rồi đó, Linh mới cho rau canh chua vào. Nếu mà mình cho vào sớm quá đó, cái rau canh chua đó nó sẽ bị màu vàng. Nồi canh chua Linh vừa nấu xong rồi, bây giờ Linh quay qua cái món kho chay của Linh nha. Cái này là chả lụa chay, mình đã chiên sơ rồi, tàu hũ mình chiên xong, cải sao bấu mình sắc ra rồi mình bóp cho nó hết mặn, nấm đông cô ngâm cho nó nở, rồi cái Linh cũng đã nấu qua nước sôi với miếng muối miếng đường để cho nấm nó chín luôn rồi. Cái này là Linh cũng có thịt chay nè, thịt sườn chay nè, Linh còn 8 miếng Linh ngâm mềm rồi Linh cũng sắc ra Linh chiên sơ luôn, mình đem vào mình kho luôn. Kế tiếp là Linh có cái này đó là hai củ hành tím với mấy tép tỏi Linh xay cho nhuyễn. Nếu mà ở nhà mà không có ăn được ngũ vị tỏi với hành á, mình có thể thay thế bằng hành bô rô nha. Mấy bác ở đằng hội quán á, ăn được. Linh có hỏi rồi, mấy bác nói mấy bác ok, hành tỏi mấy bác không có cử, cho nên Linh xài hành tỏi. Nên ở đây là Linh có 200ml nước lọc. Linh đang pha nước sốt á. Linh sẽ cho vào đây là một muỗng, một giá chứ không phải một muỗng, nước tương. Nhà Linh xài nước tương Maggi. Cho vào đây một giá nước tương. Đây là Linh đang pha nước sốt để Linh kho đó. Cộng vào cái này là một giá dầu hào chay. Đây là cái dầu hào chay nè. Ở ngoài đây nắng nè. Đó. Đồ chay á, khi mà mình nấu được chay á thì nó có cái hậu ngọt. Linh sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Với một muỗng canh bột nêm chay. Rồi Linh đi thiếu tiêu rồi, để Linh đi lấy tiêu. Tại cái này là Linh đang làm ở ngoài cái nhà sau. Linh nấu ăn thường ở ngoài gara, khi nào mình nấu đồ thiệt là nhiều á thì Linh mới ra nhà sau này Linh nấu. Giờ Linh khuấy cái hỗn hợp này cho nó tan nha. Rồi cho vào đây khoảng một muỗng canh tiêu luôn. Đó. Nước sốt mình nó hơi mặn mặn ngọt ngọt chứ đừng có mặn quá. Với mà Linh là dân miền Tây thì ăn có cái hậu ngọt. Nếu mà cả nhà không có thích cái hậu ngọt thì cả nhà bớt lại đường nha. Rồi giờ Linh đem đi kho nha. Giờ Linh bắt chảo lên bếp, Linh cho vào đây là 2 muỗng canh dầu. Sau khi dầu nóng á, Linh cho hết tỏi với hành Linh đã xay vào đây. Linh phi cho nó thơm nha. Một tay làm một tay quay bởi vì nó hơi khó nha cả nhà. Ở ngoài đây không có cái chỗ để cái cây này. Sau khi hành với tỏi mình phi cho nó vàng nó thơm rồi đó, Linh sẽ cho hết nước sốt vào. Mình thắng cho nó sôi lên. Rồi sau khi nước sốt nó sôi lên rồi đó, Linh sẽ chắc nước sốt ra trong một cái thau nha. Sau khi là Linh cho nước sốt ra cái thau rồi nè, rồi Linh cho cải sao bấu trở lại vào trong cái này. Linh xào xào cho chín, tại vì cải sao bấu của mình á, mình chỉ cắt rồi mình vắt cho nó ráo nước chứ nó hết mặn thôi chứ nó chưa có chín. Giờ mình xào trước cho nó chín, còn mấy cái món kia nó đã chín rồi. Đó.
Sau khi Linh xào cải xoa bấu khoảng được 2 phút, Linh cho luôn cái nấm đồng cô vào Linh xào nha. Sau khi cho nấm vào xào được 2 phút cho nấm nó nóng, Linh cho hết tàu hũ vào. Linh xào cho tàu hũ nóng lên nha. Kế tiếp là Linh cho luôn cái dĩa. Dĩa này là dĩa chả, chả chai Linh gói. Cho luôn thịt chai vào luôn. Giờ Linh trộn đều rồi Linh cho nước sốt vào. Giờ mình cho hết cái hỗn hợp nước sốt hồi nãy giờ mình vừa thắng vào mình kho. Mình kho lửa riu riu cho nó rút hết là được nha. Ở ngoài đây bữa nay Linh hơi khó làm là tại vì á con mình Linh hoặc vừa làm vừa quay. Ở trên ở nhà trong á thì còn có cái kệ để mình gác cái máy lên mình quay được, còn đây là không có cái kệ. Tại vì cái chân này nó cao lắm mà cái cây của Linh nó không có cao bằng. Rồi, đó, bây giờ cái đồ kho của Linh đã rút hết nước rồi nè. Giờ mình chỉ rải thêm tiêu vào. Tại này mình kho giống như kho tiêu vậy đó. Rồi, vậy là cái nồi, cái chảo chứ không phải cái nồi. Chảo đồ kho của Linh cũng xong luôn. Ngon cả nhà. Cái chảo đồ kho Linh kho xong làm mình không có thấy dầu phải không? Hồi nãy Linh xài chỉ có 2 muỗng canh dầu để phi hành tỏi cho thơm thôi. Rồi vậy là Linh xong hết 2 món. Đây là cái chảo kho đồ chay. Còn ở bên đây là nồi canh chua. Rồi vậy là Linh vừa xong 2 món để mình đem đi hậu quán nha. Đó đây là chảo đồ kho với hồi nãy là cái nồi canh chua. Giờ Linh xin dừng video tại đây. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Linh. Linh xin chào tạm biệt và hẹn cả nhà vào video kế tiếp nha. Bye bye.